Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hay quá, lại được hồi máu rồi, và hồi máu lại thì bạn ấy lại cực kỳ là trâu luôn với khả năng giảm sát thương cuối. Trời ơi! Hiện tại thì mình đang ở top 36 ở trong phần bảng quân hùng. Tuy nhiên mình nhăm nho thấy là bạn top 3 chỉ có 8.179 vạn yêu lực mà thôi. Trong khi đó thì yêu lực của mình cũng là 8.028 vạn rồi. Và hy vọng rằng với cái tốc độ leo bảng quân hùng của mình thì có thể là ăn được top 3 trong ngày hôm nay. Thế thì bây giờ mình sẽ vượt luôn cái bảng quân hùng đấy anh em nhé. À mà khoan, mình phải điều chỉnh lại cái bộ tinh quái xem đã chuẩn chưa đã anh em ạ. À ok, ổn áp rồi này anh em ơi. Thần thông thì hôm qua mình có điều chỉnh một chút. Bây giờ thì mình sẽ vứt cái tu la thân vào, bởi vì vào trận mình sẽ có 8% nhạy bén và 8% công của kẻ địch luôn. Duy trì trong vòng 5 hiệp cực kỳ là ngon lành cái đào nha. Với lại cái chói thần này thì nó cũng chỉ có phù hợp khi mà chúng ta đi vận ải thôi. Thế cho nên là mình sẽ dùng cái diệt tâm ma chủng khi mà đi đánh PK anh em nha. Bây giờ thì bắt đầu chiến đấu thôi nào. Top 28 là 6.000 vạn yêu lực, thì hy vọng rằng là mình có thể ăn được bạn ấy trong một nhạc. Tuy nhiên là bạn ấy có suy yếu linh thú, thế cho nên là em ong của mình đánh chỉ một trừ một máu mà thôi. Tất cả là phải trông chờ vào cái khả năng đánh tay của mình. May quá là bạn ấy không có build né nha. Nếu như build né này thì ối rồi quá. Rồi, cố lên nào. Rồi, may quá anh em ơi. Ai xì bà, căng thực sự luôn nha. Tiếp theo là một bạn nữa, yêu lực chỉ có 4.900 vạn mà thôi. Ô dè. Lụm luôn, ôi ôi, với khả năng bao kích của mình thì bạn ấy không thể nào mà trụ được trong một pha liên kích đầu tiên của mình nha anh em. Tiếp theo là top 9 nè, 4.800. Ho 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 ho. Rất là tiếc cho bạn luôn. Một pha nữa, bạo kích. Mình đã lên ở top 9 rồi, hy vọng rằng là top 5. Ui, không thể tin được khi mà top 5 là 9.300 vạn anh em ơi. Top 8 là 1.45 ức. Không thể tin được, không thể tin được, mình phải làm mới đây. Mình phải làm mới đây. May quá, ra top 6 có 7.500 vạn mà thôi. Nhưng hy vọng bạn ấy không build né. Trời ơi, nhìn Liễu Đạo Chân là biết bạn ấy build né rồi. May là mình có build một chút kháng né nha. Một chút kháng né. Rồi, ứng long của bạn ấy cạp nhưng không ăn thua. Nhưng không ăn thua đâu. Rồi luôn, bạn ấy đã phải nằm xuống một mạng rồi. Bạn ấy có cái giải thi pháp, thế cho nên là được hồi sinh. Nhưng mà sức sát thương của mình cũng là ok đấy. Và đây rồi, mình đã nhìn thấy bạn top 3 nha anh em. Thế thì mình sẽ chiến luôn. Oh my god, mình đã hết mất cái vé rồi. Bắt buộc là phải mua thôi. Khiêu chiến, khiêu chiến. Hy vọng rằng, ui, cái gì thế này? Bạn đấy có cái con gì đấy? Hay là skin vật cưỡi? À đấy là skin vật cưỡi. Không thể tin được khi mà cái khả năng gây sát thương của bạn đấy quá là kinh khủng đi anh em ơi. Trời ơi, bạo kích đi. Không thể tin nổi. Trời ơi, mình đã thua bạn đấy rồi. Nhưng mình không cam tâm, mình phải điều chỉnh lại. Hy vọng rằng là với khả năng bạo kích của mình thì có thể nổ thêm vài phát bạo kích nữa đi. Trời ạ, bạn ấy chơi choáng anh em ạ. Không ngờ là cái tỷ lệ choáng của bạn ấy lại khủng khiếp như thế. Và em ứng lòng của bạn ấy thì cực mạnh luôn nha. Một ulti là ối dồi ôi với mình luôn á. Trời ơi, không xong rồi. Mình vẫn thua trận thứ hai. Mình phải mua thêm một lần nữa. Nhưng lần này mình sẽ điều chỉnh một chút. Và mình đeo cái vật cưỡi là kháng choáng anh em nhá. Không biết rằng là với cái kháng choáng này thì mình có thể là đánh thắng được bạn đấy hay không. Tiếp tục nào. Wow, bạn đấy xếp hạng thứ 3 cũng là có lý do nha anh em. Đây 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 đây. Đánh lại, kháng choáng rồi. Có kháng choáng rồi. Nhưng bạn đấy vẫn choáng cực kỳ đau luôn nha. Trời ơi. Lại còn dính đóng băng nữa. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi anh em ạ. À, đau quá anh em ơi. Chứng tỏ là với yêu lực 8.100 vạn này nhưng bạn đấy build em ứng long. Thế cho nên là cái khả năng gây choáng của bạn đấy cũng kinh khủng đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ đi khiêu chiến yêu vương thêm một chút nữa. Để xem là yêu lực có tăng hơn được bao nhiêu không. Nếu như tăng được nhiều hơn một chút thì hy vọng rằng mình có thể quay trở lại và đánh thắng cái bạn top 3 đấy nha. Cố lên nào anh em ơi. Tự động chặt cây luôn. À đúng rồi, mình cũng sẽ nâng cấp thêm phần linh thú. Có 3 lượt triệu hồi free. Biết đâu ra thêm một em ứng long nữa thì sao. Nhưng mà không, nó lại ra là em toan nghê. Niên các kiểu cơ, không thấy có ứng long anh em ạ. Mình sẽ làm mới 8 lần nha anh em. Xem được cái gì nào, mình sẽ đầu tư 80 cái ngựa linh thạch vào đây. Trời ơi, ứng long đi. Ứng long. Oh no, trời ạ, bạch hổ, không thể tin được. Để mình triệu hồi tinh quái xem có em tinh quái nào xịn xò con bò hơn hay không nha. Nâng cấp lên biết đâu lực chiến lại mạnh hơn thì sao.
Ok, ở đây có một phát nâng cấp được. Đúng rồi, cộng hưởng không? Ui, không kìa. Đây thì sao? Vẫn không cộng hưởng. Chán thực sự anh em ạ. Ui, cái gì thế này? Một món tăng lên tận 769.000 điểm yêu lực anh em ơi. Wow, ngon lành cái đảo đấy. Tiếp tục là mình sẽ đi càn quét trấn yêu tháp để có thể lấy thêm cái linh thảo nha. Với cái linh thảo đó thì mình sẽ có thể auto được cho cái phần huyết mạch thiên tiên. Và mình sẽ càn lại cái huyết mạch một tí, chuyển xuống cái phần tiên thiên thôi là ok rồi. Bắt đầu nha. Ây, đi khai ngộ cái đã, quên mất. Rồi, tự động luôn. Bắt đầu. Liệu rằng có cho mình thêm một số những cái món ngon lành cái nào ở trong này hay không đây? Có kháng né, kháng choáng nữa thì cực kỳ là ổn áp luôn. Tá lực thuật, tá lực thuật. Nâng cấp lên xem nào. Và đây rồi anh em ơi, cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực thì mình đã có thể là tăng cấp thêm một chút nữa và lên tận 430k điểm yêu lực ở trong cái phần chiêu mộ tinh quái anh em nhá. Đấy, mình chặt cây cũng khá khá rồi, 7-800 đào thì nó cũng ra một số những em tinh quái xịn sau con bò. Thế là mình có thể nâng cấp được lên, nhưng mình vẫn sẽ chừa lại một số em để làm mấy cái nhiệm vụ vận may trong những tuần tiếp theo anh em nhá. Đấy, biết đâu nó ra nhiệm vụ liên quan đến tinh quái là mình phải nâng cấp em nó lên đấy. Thế là mình sẽ chỉ nâng cấp một số em cần thiết thôi. À, yêu lực của mình lên 8.300 vạn rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là vào thử sức thêm một lần nữa nha anh em. Đây rồi, vẫn là bạn top 3 đấy nha. Không biết là này có thể ăn được bạn ấy hay chưa đây. Ui, những bạn ấy có cái ảo hóa xịn xò con bò như thế này, liệu rằng, trời ơi, choáng các kiểu con là điều cố lên. Lần này mình thấy có khả thi hơn rồi. Ui, ứng lòng vào đấy vẫn rất là gắt luôn. Trời, trời ơi, ôi nhiều máu quá. Và lại có thêm cả suy yếu linh thú nữa, thế này thì không ổn rồi. Mình bị choáng, mình không thể nào mà đánh được. Gần thắng rồi anh em ạ. Trời ơi, nhưng không thể tin được khi mà bạn đấy có em tiểu long nữ cực kỳ là khó chịu. Lần này thì mình sẽ tiếp tục là thử sức lại bằng cách là gỡ cái ấn ký này ra, sau đó trang bị vào cái kim cam bất hoại để xem như thế nào anh em nhá. Nâng cấp lên, mắc lên xem nào. Úi giời ơi, thiếu đúng một cái level nữa kìa anh em ơi. Đây, thế thì mình sẽ reset cho cái hoàng khí anh em nhá, để có thể là lấy thêm tài nguyên và nâng cấp cho kim cang bất hoại. Không biết là build theo cái hướng thủ này thì nó có ổn áp hơn hay không, mình sẽ test nha. Rồi anh em ơi, tiếp tục là khiêu chiến thêm một lần nữa nha. Không biết là có bạo kích thêm được phát nào hay không, nhưng cái chỉ số kháng bạo của bạn ấy khá là gắt anh em ạ. Mình đánh mà nãy giờ không thấy có bạo kích thêm một tí nào luôn ạ. Chắc là vật cưới của bạn ấy cũng kinh khủng đấy. Trời ơi, em ứng lòng của bạn ấy thì cũng ngối rồi thực sự luôn nha. Ôi giời ơi, cố lên. Trời. Bây giờ thì mình sẽ cài lại em ong dài anh em ạ. Sau đó là mình sẽ nâng cấp em ứng long để xem là có thay đổi được cục diện trận đấu anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ nuốt chửng luôn em ứng long 1 sao này đi. Đó, nâng cấp vào cái gì? Công lam chứ không phải là công cam. Cay thực sự luôn. Mình sẽ nâng cấp xem là em ứng long của mình sẽ lên được level bao nhiêu nha. Ồ, em ứng long của mình cũng lên được level 91 rồi. Và cái chỉ số của nó cộng cũng được 64.5%. Khá là ổn nha. Thế thì mình sẽ reset nốt cho em chu tước của mình. Sau đó là mình sẽ lấy cái tài nguyên đấy để nâng cấp cho em ứng long, xem là có nâng lên được bao nhiêu phần trăm nha anh em ơi. Tổng cộng là bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 70% anh em ạ. Căng thẳng ghê ha. Rồi, tiếp tục là mình sẽ đồng hành bằng em chu tước nha. Xác nhận luôn. Ok, anh em có thể nhìn thấy là khi mình đeo ứng long thì cái chỉ số lực chiến của mình nó chỉ còn 7.500 vạn. Và chứng tỏ là với cái chỉ số 8.100 vạn yêu lực này, với em ứng long của bạn ấy đeo thì sẽ hơn mình rất rất nhiều nha. Trời ơi, cố lên nào. Và em loan điểu của bạn ấy thì hồi cực kỳ nhiều máu, mình không thể tin được. Trời ạ, không ổn rồi. Vẫn cứ là không ổn. Ui, gần được rồi anh em ơi. Tiếp tục là mình sẽ đổi lại nha anh em. Gỡ tu la thân, đeo thử tu la thân xem như thế nào anh em ơi. Trang bị luôn, xuất chiến nào. Let's go. Ui, liên kích à. Thêm một lần nữa nào anh em ơi, sau khi mình đổi cái tu la thân liệu rằng là có ổn áp hơn hay không nha. Ui, liên kích rất nhiều nhưng mình lại dính choáng rồi. Hay cú quá anh em à. Đúng rồi, trời, hay quá. Lại được hồi máu rồi, và hồi máu lại thì bạn ấy lại cực kỳ là trâu luôn với khả năng giảm sát thương cuối. Trời ơi! Anh em ơi! Thắng rồi! Không ngờ là sau khi đổi đi đổi lại cuối cùng thì mình cũng có thể thắng và giành được top 3 anh em nhé. Và đây là những cái phần thưởng mình nhận được. Yeah! 600 nè! Uầy! Anh em hãy nhớ đổi đi đổi lại giống như mình nhá. Trời ơi! Kiên trì cái gì cũng có anh em ạ, không thể tin được, thắng rồi. Oh my god, mặc dù yêu lực của mình có giảm đi một chút nhưng lại thắng được anh em ơi.
Phê quá anh em ạ. Ôi xì bà. Nếu như anh em thấy video hay thì nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là thả like nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em đừng quên quay trở lại vào khung giờ 11 giờ hàng ngày để đón xem những video về tiểu yêu tầm đạo nha.